Bữa ở đây con về á cha, là bắt đầu là con giống như là con làm thơ á cha, con không biết chữ cha mà con làm thơ á cha, ngộ ghê luôn á cha. Ra có nhiều cái con phải chỉnh sửa lại bằng cái viết chữ không, con nói chung là con nói trời mình không học rồi sao mình làm thơ rồi mình viết chữ nữa, con nói chung ngộ á cha. Có những cái dấu chấm phẩy rồi phết rồi con nó không đúng mà con phải chỉnh lại thôi cha. Thế là sao làm được? Dạ. Thế rồi sao làm được? Làm sao viết được? Trời đất ơi. Thì em con nó nói hả, đột nhiên nó trong người nó mà cảm thấy nóng lên hoặc là lạnh. Đúng rồi. Khi nóng khi lạnh đó cha. Mà cho con nhiều khi con ngồi con tĩnh tâm đó cha, là bắt đầu con chỉ cho con học đủ mỗi chuyện đó cha. Rồi cái người nói chung là cho con thấy người đã chết và người đã sống. Rồi con biết con là ai nữa cha. Ngày tối ngày hôm kia con nhìn ra con biết con là ai. Trời ơi, con khóc quá rồi, con khóc con viết từ chữ mà con khóc nước mắt nó chảy xuống là con viết ra cái bản thân của con đó cha. Tấm ảnh thế này. Dạ. Sao viết dài vậy? Thường thơ nếu mà nhìn nó cũng nó chưa có cái quá trình của con đó cha, hồi từ đó giờ đó cha. Anh thích đọc đi. Dạ. Anh thích đọc đi. Dạ. Con nói con không biết chữ mà con cả ngày con làm thơ, con nói sao mà mỗi con nói con làm có thơ. Những câu thơ kiểu dạng như dạng tứ tuyệt vậy đó. Dạ. Có 3 chữ rồi có khi 4 chữ nữa đó cha. Maria Nguyễn Thị Hà đã viết kể lại cái quá trình về con về nhà cha. Cha ơi, gần 2 thế kỷ con không biết cha mẹ mình là ai. Mỗi lần con chào đời là con không cha không mẹ, thấy người khác có đủ cha mẹ mà con tủi thân. Không cha không mẹ, người đời khinh khi, con là trẻ mồ côi lặn lội ở trần gian. Từ giàu đến ăn xin, thường là con làm người ở đợ của lính Satan. Chúng vui thì chúng cho ăn, chúng bực mình thì chúng chửi đánh đập bỏ đói. Có khi chúng cho ăn đồ dơ. Con nhìn lại, số con sao khổ thế, đi đến đâu cũng khổ. Một hôm có người nói với con, sống giữ chữ tin đi đầu thì tỏa sáng. Con có niềm tin mãi mãi. Đến giờ chót cha mới cho người đưa con về. Lòng con vui nói không nên lời. Con chỉ biết tựa đầu vào lòng cha, kêu cha ơi, muôn người ơi, tôi có cha mẹ rồi. Từ đây tôi không còn cô đơn nữa, vì tôi có cha và mẹ. Đại Thánh Cha Amen, Mẹ Nữ Vương Amen. Dạ xin cảm ơn con. Còn mấy cái thơ kia thì nó dạng thất ngôn hoặc là thường là tứ tuyệt vậy. Nhưng mà nó chưa được âm vần lắm. Cần cái điểm có. Dạ thì cái đó là sao con ngày càng nhiều á cha. Càng ngày càng nhiều á cha mà con từ hồi mà con cha sờ đầu con á là con về bắt đầu là con viết. Con viết cái tờ giấy mà uống nước lọc đó cha, nước lọc về tập thở và con photo ra. Cái con chuyển trong cái họ đạo giáo xứ, mà cái con vô cái dòng mến thánh giá của chợ quán thành phố á, là con gửi. Con lôi vô cái Facebook á của con á, thì con gửi rồi con gửi cái cha Phaolô mà ở bên Mỹ á, cũng có nữa. Rồi con làm cái Facebook mà yêu mến Đức Mẹ, là con vô đó là người ta sẽ nhận á, cái trong dòng mà yêu mến Đức Mẹ ở bên Cha Long á, là khoảng là gần còn thiếu 400 mấy nữa là được 20.000 người. Là người ta tin, người ta hỏi con vậy chứ con là ai. Con nói con là một giáo dân bình thường và của tín hữu bình thường thôi chứ không có là gì. Tại vì con nói là tín thác, tin và niềm tin vững chắc. Tín thác và phải như là Đại Thánh Cha Amen và nữ vương. Amen. Tại vì con viết cái nó như vậy rồi người ta thấy lạ á cha, rồi cái người ta hỏi, nhiều khi con đặt cái mấy cái bài thơ con thấy hay quá, cái con lên Facebook, cái người ta mới hỏi chứ bây giờ có bài nào bữa nay, ngày mai có bài mới nữa không, mà đâu phải là có quà cha, lâu lâu mấy con mới thấy thì con mới lên. Rồi nói chung là giờ bên nào người ta thấy cũng sao cái thường thường là người ta nhắn cái họ đạo, nó nhắn cái gì cái từ gì nó là khác với con, có mình con là khác hoàn toàn, người ta mới thắc mắc. Người ta mắc mắc, người ta tạ ơn, người ta ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Cứ nhiều khi bên nước ngoài gửi về cái hỏi chứ xin lỗi bạn, bạn là ai, bạn phải là của Chúa sai đến không hay là của mẹ Maria. Con cứ con trả lời là con là một giáo dân bình thường thôi. Dạ, đó là từ ngày mà con đi ra đây về mà con chưa có uống nước, chưa mới có tập uống nước thôi, là con đã nhận thức được cái luồng điện đó cha. Làm như cha sợ đầu con hay sao. Rồi con nhận được nhiều càng ngày, nói chung là giờ con càng nhiều luôn, mà con học nhiều lắm cha. Tối thì con ngủ ít, con nằm mơ màng vậy nè, giống mẹ như về dạy với con hồi thì bên cái lỗ tai con vậy nè, hồi thì cha hồi mẹ vậy đó, dạy con học đủ thứ. Tại vì con nói con đâu có biết chữ, ta nói con học đâu thấp lắm, con không học cao, mà sao anh này ảnh coi sách ảnh học là rất là nhiều, ảnh kể ra, nhưng mà ảnh kể ra là con đã học rồi hết luôn rồi. Con học rất là lẹ luôn đó cha. Đó, con học trong vô vi, con học trong đường con. Dạ. Mà Thánh Linh dạy con. Dạ. Mà có hay con mận, cùi luôn á cha. Con ban ngày con mận, con nói mà mận gài sao con ăn cơm á cha. Từ hôm nào nay á con cơm ngày giết rồi, còn có bữa cơm ăn ít nữa, mà hình như là thịt với cá, cái con nghe một cái mùi nói là con tự nhiên cái con thấy con sợ luôn á. Con không có mà ăn được luôn nữa. Cha mừng không? Cha mừng cho con không? Mừng quá. Cha mừng cho con, cha mừng cho muôn người đó. Dạ. Thì con nhắn vô cái Facebook là con là phải có niềm tin và tín thác, khiên nhường. Đó. Có bài nào của con, cái phần nhắn con cha cũng đọc hết mà. Dạ. Con biết là con mà. Dạ. Cái con nhìn á, con đâu có biết đâu cha, mẹ dạy con không, con cũng không biết. Con mà cái con nói trời ơi, trong lòng bữa con mới nay đây là con thấy mẹ con âm gì á cha. Dạ. Cái anh nói trong lòng bàn tay có dấu thánh giá nữa đó. Cái con mới tới chừng sáng, cái con nhìn ra con nói ủa trời ơi, sao mình tới hai dấu đã lớn mà hai dấu thánh giá nhỏ nữa. Nó cái con mới lên con nói này ôi sao em lòng bàn tay em sao có dấu thánh giá anh ơi. Nó mà anh đợi đi hoài, con nói con học chưa xong, con chưa có được về, chừng nào con học xong con mới được mới con mới đi. Mấy lần con định đi ra, con chờ không được, con định con đi ra một mình trước thăm con cha. Con thoải mái bất cứ lúc nào con thấy thôi thúc là cha gọi con đó. Cha gọi con hoài à. Cha gọi con với Hà hoài à. Thấy không? Đó là bởi vì nó có một cái tần số mà không thể giải thích được. Những người không phải là tin tưởng vào Đức Thánh Cha, tin tưởng vào như các con thì không cách gì hiểu được. Do đó mà những cái ngôn ngữ ở bên ngoài gì đó cái gì là bỏ qua. Còn cái mà thấy trong trái tim con á, có sự thôi thúc là cha gọi con á, tức là có thể nói là luôn luôn cha nghĩ đến con với Hà. Có khi con nóng á cha, con nóng lên con nói đừng có hỏi em nha, cha về đó. Đúng rồi. Cha đang dạy đó. Đúng rồi. Đó, còn cái khi con lạnh á là mẹ. Đúng phải rồi. Không cha? Đúng rồi. Nóng con nóng lên đó, mặt con đỏ vậy nè, cha dạy cho con học đủ thứ đó. Lạnh rồi mát rồi mẹ đó. Dạ đúng. Mẹ nói đừng có lo cái gì hết, cứ con tập trung lo học. Học cho mẹ. À, con học không nghĩ gì hết. Con nhìn con thấy cha, mà con thấy mấy vị á là con nhìn con biết đó cha. Có ấy cái con nhìn con thấy hả, mỗi lần cha về là con nhìn con thấy là con mới nói anh này, con nói cha đang có khách. Đó. Con hỏi anh tin hay không? Nhờ nhiều khi á, anh đừng có đụng em nha, nhiều khi là cái mặt em đỏ là cha về, cha đang dạy. Còn khi mẹ đó, anh cứ kêu con á, em gõ vô trong cái của cái gì đó cao đó, cũng của cái bài của cha. Cái em nói em còn anh nói đi, cho anh nói á. Em học lẹ lắm, em học trước anh luôn rồi nữa đó. Ý thức cũng con băng và hoài mà. Dạ. Cũng có, con cũng có mà. Dạ. Bây giờ nó thời kỳ tận rồi. Dạ. Nó cuối cùng rồi. Không thể nào mà. Bây giờ chính như bản thân cha thì cũng phải để xem Đức Thánh Cha và Chúa Trời và Thượng Đế quyết định thôi. Dạ. Chứ bây giờ mình chỉ tòng phục thôi. Yeah. Mình làm theo. Yeah. Đó, thì các con về ta chỉ dạy có thế. Yeah. Còn ngoài ra chẳng còn cái gì cần thiết. Yeah. Đó. Yeah. Về bậc trưởng lão là có con, tức là có ông cụ Mạnh ở ngoài Ninh Thuận đó. Yeah. Ông đó cũng đi hết, cả Vô Vi, Cao Đài đi hết. Yeah. Xong rồi về nằm im một chỗ. Yeah. Và không còn tiếp ai nữa. Yeah. Tại vì qua những ông Tư, ông Tám rồi ông Kim Thân Cha Lê Hoàng Kim. Rồi thì bên Cao Đài là ông cũng hiểu như con. Yeah. Thế và bây giờ ông chỉ còn có bây giờ nhận được cái luồng điển của cha. Yeah. Thì cũng khoảng 6 tháng này là có về đây một lần, cái dịp mà cái đền tháng ấy, cha đi ra ngoài Nha Trang ấy, có gặp. Yeah. Đó. Thì bây giờ là cha thì mừng các con rồi, không còn cái gì mà phải nói nữa. Đạo thì các con có sẵn rồi, cũng đi cha rồi, đúng không? Bây giờ chỉ có chờ cái ngày phán xét cuối cùng. Mà phán xét thì cũng là xong rồi. Bây giờ để cho đất nước gió nửa khí, thầy có thế thôi. Thì mình không có cái gì ngạc nhiên cả. Đó là ý Chúa, đó là ý của Tam Giáo Tòa. Mà cái ngày phán xét nó xong rồi, không có còn phải nói cái gì hết nữa. Đâu nó vào đâu vào đó rồi. Đó, thì exactly là bây giờ các chư thiên chư vị làm việc theo lệnh của cha làm thôi. Đó, thì mình không còn có kêu gọi, không có van xin, không có chống đỡ được. Thì như thằng Tàu bây giờ, đến như thằng Mỹ bây giờ, khắp thế giới bây giờ nó như vậy đó. Hôm nay là thằng Thương nó mới đưa lên một cái bài 3.000 con cá heo ở phía biển Nam Cali đó. Nó cứ nhảy lên vì nó động rồi, chịu không nổi nữa rồi. Còn cá với cả các hồ bên Tàu thì cứ nhảy ngoi ngoi lên đó. Nó vậy. Con có nói với Hà là như vậy. Mặc dù cha nói là cha không nhận cái cầu xin gì của bất cứ ai ở dưới trần gian nữa, nhưng mà con nói nha, mình đồng ý là như vậy, cha bế hết rồi, nhưng với cái mình là một cái tiểu hồn, thì hàng ngày khi mình khấn nguyện niệm mặc niệm về danh cha danh mẹ, thì mình kèm theo đó mình xin, mình xin ở đây là mình biết xin cũng được hay không được, cũng đã có sự an bài rồi. Nhưng mà cái sinh của mình như vậy đó là để đánh thức cái lương tâm, cái lòng từ bi của mình. Coi như giống như mình phải đánh thức nó, chứ còn không nó dễ ngủ quên đó. Vậy thôi, con nói vậy. Cũng như con niệm mật niệm danh cha danh mẹ xong cái con A Di Đà hoặc là Di Lạc rồi cái con mới xin Đức Đại Từ Phụ ban hồng ân cho toàn thể nhân loại sinh linh ở trần gian cũng như ở địa ngục, và kể cả trong toàn vũ trụ mênh mông bao la vô cùng tận. Là con nhớ lại cái lời giảng của Đức Kim Thân khi trước nói rằng mình phải nói như vậy để đánh thức cái lòng từ bi của mình, cái từ tâm của mình. Cho dù thí dụ mình không có, mình nghèo khó, mình không có tiền để mình cho một người nghèo khó khác, thì mình phải đi đường mình gặp cái người ăn xin hay là người bệnh tật, thì mình đi ngang cái mình niệm danh Thượng Đế, cái mình xin Đức Đại Từ Phụ hoặc mẹ ban hồng ân cho người ta. Như vậy là nó lay động cái đặng cho mình không bị ngủ quên. Nói vậy thôi. chứ còn biết rằng tất cả đều đã có sự sắp xếp đâu đó hết rồi. Thì nó là một cái trí hiếu của mỗi phần hồn, nghĩ về nhân loại, nghĩ về muôn người, nghĩ về những cái công việc hành xử của cha mẹ đang phải thực thi. Thì đó là xin cho mọi người, chứ không phải xin để cho mình đổi thay cho chính bản thân mình. Thì đó là cái cầu xin ích kỷ. Thì cha trời sẽ không chứng nhận cái đó. Cầu xin cho muôn người được hưởng, và muôn người được sắp đặt có nơi có chốn an bình. Thì đó là cái cầu xin đại nguyện, mà cái đầu cầu xin cho muôn người, muôn loài chúng sanh. Thì đó là cái cầu xin đó, thì đương nhiên là nó sẽ được giải quyết một cách trọn vẹn thôi. Và cái cầu xin cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho anh em, cho dòng họ mình, thì đó là những cái cầu xin ích kỷ. Như con, như Hà là cầu xin cho muôn loài vạn vật thái bình, thịnh vượng. Đó là cái cầu xin trang nghiêm và cái cầu xin đứng đắn. Và đến như cha cũng phải cầu xin cái như vậy mà thôi. Thì cha mừng các con, chúng ta như nhau, chúng ta đồng một thức, đồng một ý nghĩ, đồng một ý chí, đồng một cái tâm từ bi, đồng một cái tâm tha thứ và thương yêu của Chúa Giêsu đã thể hiện. Tại sao ta không thực hiện, ta không bắt chước Chúa cầu xin như thế, tha thứ và thương yêu như vậy cho muôn loài vạn vật, cho chúng sanh? Đức Phật Thích Ca cũng chỉ có từ bi và tha thứ và thương yêu. Đó, thì đó là những cái cầu xin nên cầu xin, những cái cầu xin vĩ đại cho muôn người, không phải cho ta, không phải cho gia đình ta. Thì những cái đó là cha rất là cảm phục và tôn kính, nữa là khác. Thì cha dạ ơn tất cả các con, cha biết ơn các con. Còn mẹ thì mẹ dạy con, mẹ dẫn con đi lên, đi về nhà, nhà thổ đẹp cực kỳ lắm cha ơi. Rồi dẫn đi xuống cho con thấy tham quan, rồi từ cái tội á cha, cho con thấy hết. Nhà của thiên đàng á, nhà của mai sau đó, sắp tới rồi này. Đẹp lắm, huy hoàng, nên nó vui vẻ, vui dữ lắm. Đi rồi con bay, con nói con trời ơi, con nói vậy, con nói không có nào mà con đẹp lắm cha. Đương nhiên. Quá trời con đẹp, con nói trời ơi sao con đẹp dữ vậy nè. Mà con tiết lộ xem con bà là thánh nào. Dạ. Con là con gái cha. Con là con gái út. Dạ. Con gái út của ông trời. Dạ. Của Thiên Chúa. Thiên Chúa con không biết là thánh cha đó hay là dạ. Mà không có cho, không cho thấy. Nói là con của cha, con gái của cha đó. Dạ. Nói là út là nói 5 người con gái tặng cha, 5 người công chúa, 5 người công chúa mà con là út nhất. Đó. Mà sao con thấy con nói nhiều mà mẹ mà hạ bữa con nói hơi nhiều á cha. Cái con bị mẹ la. Ra là mẹ dạy con thôi. Dạ. Còn con thấy cha thì cha con hình như là con thấy cha dạy cho con nhiều lắm. Cha lúc nào cha cũng ôm con vào lòng hết. Dạ. Ôm rồi cứ so đầu rồi ấm, cái tình thương nó ấm vô cùng tận luôn. Thế là chỉ ôm thôi chứ không có khi nào ký đầu rồi. Dạ có. Con là con bị lộn nhiều, con bị mẹ lần, bị cha lần. Dạ. Cái hôm nay là có bao nhiêu Hà nói hết, nó không cho thức nói gì. Con thức nói. Dạ con thấy như vậy nha cha. Những gì mà cha mẹ đã chỉ ra thì con cũng đã thấy, con hiểu được như vậy rồi. Bây giờ con đâu còn hỏi gì nữa. Nhưng cái này bây giờ con đi ra đây trước tiên là con thăm Kim Thân Cha. Cái thứ hai là con gặp mặt được cha là con thấy cái hồng ân nó đã bao trùm rồi. Rồi bây giờ mình Và mình là một cái tiểu hồn, làm sao mà mình thực hành được những cái gì mà cha dạy, đó là đủ rồi. Như thành ra bây giờ con đâu còn biết nói gì. Con cũng không thấy, cũng hỏi những gì hỏi. Nếu mà con thắc mắc thì con nếu cha nói vậy thì bây giờ con chỉ con hỏi nghe này. Tại vì lúc trước con có nghe nói là thất ức dư niên, mà con vẫn chưa hiểu cái chữ thất ức dư niên. Tại vì hồi trước ở trong Cao Đài có nói là đạo trời sẽ tại thế tới trên 700.000 năm. Thành ra con cái này nó nhiều khi cái con nói chắc tại mình trí phàm mình chưa hiểu được. Tại vì như cha nói hoặc là nhiều cái mà con coi thì nói là trong 9.000 năm thì 3.000 năm đầu là Thượng Quân Thánh Đức, rồi kế 3.000 năm giữa đó là Trung Quân, rồi 3.000 năm kế cuối cùng là thời kỳ Hạ Quân. Mà cái rồi như vậy nó có 9.000 năm. Mà tại sao trong Cao Đài có nói là đạo trời sẽ lưu tại thế tới thất ức dư niên, tức là trên 700.000 năm. Thì sau cái đại thanh lọc, sau cái đại thánh tẩy kỳ này, thì cái thế gian mà cái hành tinh, cái quả cầu này sẽ tồn tại như cái thất ức dư niên mà con đã được học qua các cái kinh đó. Thì nó là một cái vấn đề mà nói cho đời sau. Mà đời sau thì chưa đến, làm sao mà ai biết được, ai hiểu được cái thất ức dư niên. 7 vạn năm thôi mà. Ức mà. Ức dư niên thì nó là trên cái đó, ngoài cái dư ra nữa. Đó. Vì thế mà mới có những cái kinh sách với các vị các ngài xuống. Cái thiên cơ là gì? Thiên cơ là cái tiết lộ của Thượng Đế. Mà ai được làm thiên cơ, ai được nói thiên cơ thì con nên hiểu là chỉ có Thượng Đế mới được quyền nắm thiên cơ và nói thiên cơ mà. Cái đó là Thượng Đế. Đây cha muốn nói cái Thượng Đế này, tức là Đức Thánh Cha, Đức mà muôn người không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường, phải nhìn thấy bằng điển quang của chính phần hồn mình, thì mình mới nhìn được Đức Thánh Cha của mình. Mình mới nhìn được Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực, Đại Chí Tôn và Đại Thiên Tôn. Tại sao gần đây trong cái dịp mà Kim Thân Cha, Lê Hoàng Kim nhận tiếp được cái điển của Đức Thánh Cha cũng được, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng được, Chúa Tể Càn Khôn cũng được, vân vân và vân vân, cái gì cũng được, ông trời cũng được, mà không đại không khí, đại vũ trụ cũng được. Thì chỉ có Ngài mới được nói thiên cơ, làm thiên cơ và thực hiện thiên cơ. Còn chúng ta kể từ hàng thiên Kim Thân Cha chăng nữa cũng không thể được nói thiên cơ, và chỉ được có cái quyền thực thi cái thiên cơ mà Đức Thánh Cha, Chúa Tể Càn Khôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã. Vì thế cho nên tất cả những cái thiên cơ, tất cả những cái vị học giả học về những tử vi bói toán, học về những đoán quẻ vân vân và vân vân, thì ngay cả những cái tên ông Tổng thống Donald Trump, Trump gì đó cũng đã có được ở trong cái bảng mà bên Nho giáo hay Đạo giáo nó đã có tên ở trong đó. Và những cái cuốn sách đó đã được lưu truyền cả 500 năm trước, hay 1.000 năm trước, hay là 200 năm trước, mà đến bây giờ những cái cuốn sách đó dở ra như nhà tiên tri, như nhà dịch lý đó, Nguyễn Văn Lành ở Mỹ đó, ông đã trên ngoài 80 tuổi hay gần 90 tuổi rồi đó, ông ấy đưa những cái cuốn sách, những cái cuốn tham khảo ra, nó y chóc cái tên ông Trump nó như thế nào, cái tên ông Nớt Cho Ra Mất lúc nào sẽ xảy ra, cái gì cái xảy ra cho nhân loại này người, thì nó nằm trong kinh dịch. Không? Còn như Thượng Đế, còn Đức Thánh Cha, còn Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái đó Ngài cho xì ra một tí nào đó để cho các thầy bói toán, các thầy kinh dịch, các thầy dịch lý nhắc lại để cho chứng minh cho loài người biết rằng nó có đấy. Còn cái mà nói như các con vừa nói lúc vừa rồi, nó là đi vào trong cái tần số của điển quang, nó không còn nằm ở trong kinh dịch nữa. Những cái quẻ của thời kỳ Khổng Minh là bấm tay, bấm độn, bấm toán, nhìn trăng, nhìn sao, vân 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 vân, nó không còn thích hợp cho thời đại của nền văn minh khoa học kỹ thuật. Bởi vì khoa học nó cũng là một trong những sự tiến bộ của đạo pháp mà cha trời vận hành, sử dụng. Đó là văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng chỉ có một cái điều, họ đi quá chớn, quá mức. Do đó mà khoa học kỹ thuật tạo ra rất nhiều những cái ô nhiễm để gậy ông, để đập lưng ông 50-50, 50-50. 50% để hưởng lợi thì 50% hủy diệt. Và bây giờ hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa thì cái nền văn minh đó nó mới được ra đời ở cái thế kỷ 20 để nó răn dạy về những cái vô vi mà Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Thầy Tây An mới phải nói đến cái nền văn minh điển quang siêu khoa học. Bên vô vi, ông Đỗ Thuần Hậu, ông Lương Sĩ Hằng mới khai mở ra cái danh từ vô pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Và bên Cao Đài mới có những đàn cơ dán bút, dán điển cho nhiều vị đồng tử phải trong sạch, tinh khiết, thanh tịnh mới nhận được cái việc, xong mới vẽ, mới viết. Và phải viết bằng những hình thức tốc ký. Do đó mà cái việc thiên cơ đó, thiên cơ chỉ tiết lộ qua các hàng vị thánh, các vị tiên, các vị thần, hé mở hé lộ một tí ti, xong lại tắt lúm, lại che lại, lại đại lại, bế ẩn. Do đó để cho nó kịp với cái cơ cuối cùng này mà cứu cái nhân loại, loài người này, thì các ngài mới phải có từng bộ phận một. Vấn đề nào là địa lý phải làm cái gì, về pháp thủy phải làm cái gì, về điền địa đất đai phải làm cái gì, thì đó là của các vị tiên, các vị thánh, các vị thần. Công ai, việc ai người đó làm. Thì việc ông, phần vụ của ông nào làm cái phần vụ gì thì ông ấy chỉ biết cái phần vụ đó thôi. Đó mới kết hợp lại theo cái lệnh của tổng chỉ huy, tức Chúa Cha nói theo như Công giáo nói, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế nói như bên Lão giáo nói. Đó là những cái bất khả tư nghị và không thể luận bàn. Cho nên chúng ta ngồi đây chỉ thầm nhìn nhau, khi hiểu, khi biết, khi mỗi một người được học. Cái học của mỗi người có phải nó trong cái hạt cát, trong biển cát, trong bãi sa mạc mênh mông bao la và vô tận không? Vậy có nhiều hạt cát tụ lại thì mới thành ra một cái bãi sa mạc chứ. Rồi tại sao cái quả cầu này có 5 châu và có 4 biển? Để làm gì? Để cân phân giữa âm và dương. Giữa quả đất lạnh lẽo thì phải có mặt trời rực nóng và được cân bằng ở cái mặt trăng, thủy triều lên và thủy triều xuống. Do đó nó đi sang cái lĩnh vực là nó nằm ở trong ngoài cái vật lý, cái hóa học, cái sinh học của những sách vở của các bậc tiểu học, trung học, đại học, và đến tận cùng cái học là bao giờ ném tư tưởng của mình, của bộ óc con người nhỏ bé này vào cái hư vô đại định, thì mới lúc đó mới tiếp nhận được cái mà gọi là điển quang như thời kỳ này bắt đầu nói đến nhiều. Còn trước đây ở thế kỷ 20 đâu có nói đến điển quang. Mà thế kỷ 19 về trước lại càng không có ai nhắc đến cái vấn đề điển quang. Bà làm gì có từ ngữ là pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp nữa. Vậy thì những danh từ đó, những từ ngữ đó bao giờ nó được ra đời thì phải có bàn tay, phải có những đổi thay của vận mệnh loài người. Và cái đổi thay đặc biệt là có người Công giáo vào nước Việt Nam khoảng 400 năm trước. Có công giáo vào thì mới có Mã La Lộc, mới đem cái văn hóa, đem cái nối chữ của Latin, của Tây Ban Nha, của Bồ Đào Nha, của Nam Mỹ, rồi mới chế ra cái chữ quốc ngữ Việt Nam. Cái chữ quốc ngữ Việt Nam mới giải thích được những cái tần số đó. Chính vì thế vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các ngài mới xuất hiện. Mà các ngài xuất hiện, các ngài nói những chuyện của các ngài nói thì không ai hiểu, cho nên ai cũng bảo các ngài là những thằng điên. Thế thì ông Huỳnh Vũ Rõ mới bảo điên này, điên Phật, điên tiên. Thế gian đừng có khinh điên mà lầm. Tại vì cái bộ óc của người ta lấy được, tiếp nhận được những cái sóng của vũ trụ. Một cái tí những cái người hành tinh, những người ET, những người các vật thể bay ở những cái quả cầu khác họ đến, các vì sao khác họ đến. Bây giờ khoa học bó tay mà cô tìm ra được họ. Huống chi là nói đến những việc thần thánh tiên Phật, nói đến chuyện của Chúa giảng, Chúa dạy thế này, Chúa dạy thế kia. Bao nhiêu ngàn năm nữa để cho loài người hiểu được ý Chúa, bao nhiêu ngàn năm nữa để cho loài người hiểu được ý Phật dạy. Những cái gì của Đức Phật Tổ Thích Ca dạy đến bây giờ là tràn đầy virus, vi trùng ấy. Đến giờ mà con người sai lầm lắm, con người là còn cấy ghép chế tạo ra virus, ra vi trùng, thì con người phải hưởng lấy nó chứ, gánh cái khổ đau đó thì dám mà chịu thôi chứ. Do đó mà từ tháng 1 năm 2020 đến giờ này, cả nhân loại, cả loài người có được yên ngày nào không? Bây giờ các con phải nghĩ ra xem đến giờ này có được yên không? Giống như em nói anh đó, nó đâu có chừa một châu nào, nó đâu có chừa một nước nào. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu vân vân và vân vân, thì bây giờ dáng mà gồng mình lên để chống đối với cái con virus vô hình vô tướng. Hả? Đó, thì hôm nay có các con về bất ngờ và các con nói những chuyện bất ngờ, thì cha cũng hầu các con một câu chuyện bất ngờ như vậy đó. Cha cảm ơn sự hiện diện của các con. Cho nên chúng ta học mọi lúc mọi nơi. Do đó mà Kim Thân Cha Lê Hoàng Kim mới đổi cái Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế cái gì đó thành ra lấy chí mà chi. Cho nên mới có chữ Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn, Đại Thiên Tôn. Phải lấy chí. Óc của con người mới hoạt động có một bên. Và bây giờ thì phải chuẩn bị để tiếp nhận hai bên cùng có hai bộ óc. Vậy thì cái khi người ta hoạt động thêm một bộ óc nữa thì con người nó kinh hoàng, nó khủng khiếp và nó tài ba lỗi lạc đến như thế nào. Cho nên rồi đây tất cả thế giới, cả nhân loại loài người này quỳ xuống mà về nước Việt Nam mà học người Việt Nam. Bởi vì chỉ có người Việt Nam mới hoạt động, nhiều người hoạt động được hai bộ óc. Có vậy thôi. Thì đó là mừng các con. Và cũng nhờ có các con mà Kim Thân Cha, Kiều Nguyên Tá mới tiết lộ vài dòng bí ẩn của trời đất. Cảm ơn các con. Cha ngừng lời ở đây. Con cũng rất là cảm ơn cha. Con mở rộng thêm cái hiểu biết của lý lẽ âm dương của vũ trụ, của đấng tối cao, của đấng toàn năng.